là phòng trà phiêu 146 Đinh Công Tráng. Lương tâm của là người làm nghề á thì là chúng tôi sẽ mỗi đêm chúng tôi sẽ tẩy khuẩn cho cái micro cho an tâm, nhưng mà chúng tôi vẫn nói nếu như Nghệ An mà có người nào nhiễm bệnh thì chắc chắn phòng trà chúng tôi sẽ đóng cửa, chỉ cần một người nhiễm bệnh sẽ không bao giờ mở cửa phòng trà để hát hò nữa. Nhưng mà với lương tâm của người làm nghề thì sau mỗi đêm có không có chúng nói thì hát chúng tôi sẽ tẩy côn 90 độ, ngâm côn micro, và micro chúng tôi sẽ tháo ra như này hết đấy. Và đấy là cái bóng của cái lọc của cái micro, đây là nó nằm như này thì chúng tôi sẽ ngâm côn đấy, đấy. Thiết bị chúng tôi tháo ra và ngâm côn 90 độ, côn này 90 độ để diệt khuẩn, chúng tôi sẽ ngâm côn 90 độ sau hàng đêm và tất cả các buổi tối hàng đêm. Thì cái quy trình này đã được chúng tôi làm thời gian cũng lâu rồi, vì cái này chúng tôi mua lâu rồi, từ khi chưa có dịch corona thì chúng tôi cũng đã làm những cái này. Đấy là cái tâm của người làm nghề, chưa có dịch corona thì chúng tôi đã làm cái này để cho nó an toàn về làm nghề, về quý khách đến đấy hát hò cho an tâm. Đó, đều được ngâm côn, côn tẩy diệt khuẩn. Đấy, cái côn này là côn 90 độ, côn 90 độ. Cái này là quy trình thôi đấy, nó là vào quy trình của quán, của phong trang. Sau mỗi đêm hát xong là chúng tôi tháo hết micro, chúng tôi tháo ra hết, trừ cái này ra còn là chúng tôi tháo ra hết và diệt phát khuẩn. Quan trọng nhất là cái bông này, cái bông này nó nằm ở trong micro, cái bông này nó nằm ở trong micro này. Chúng tôi ngâm như này. Đấy, ngâm đây, côn đây. Đấy. Đó, micro chúng tôi ngâm như này luôn. Đây. Cho nó an tâm.